con mua bánh tráng đi cô. Nãy hả? Ăn gì ba thứ dơ bẩn này? Bán cho chú một bịch bánh tráng. Dạ, 20 ngàn chú ơi. Chú hết tiền lẻ rồi, còn tờ này à, chú cho con luôn đó. Chú ơi, tiền lẻ của chú nè. Gì vậy con, sao con không giữ luôn đi? Dạ, mẹ nói con gà, mừng giận tiền cũng mừng thôi. Ngoan lắm, bánh tráng cũng ngon nữa. Thôi chú mua hết luôn nha. Dạ. Số tiền này là của con rồi đó. Bán bánh tráng có tiền rồi con làm cái gì? Dạ, mua đồ chơi cho em. Em bị bận, mẹ chăm em cái này luôn á. Có mua đồ chơi cho em. Em vui, em rất bận. Mẹ được nghỉ thôi. Giờ thôi con đi về đây. Để chú đưa con về nha. Dạ, cảm ơn chú.